lại mau với em. Chào bạn nha. Hôm nay mỹ phẩm Trường An giới thiệu đến các bạn gel vô tóc xoăn của hàng, một sản phẩm của Siuzo của hàng. Không biết đọc tiếng Anh có đúng không nữa ta. Của hàng nội địa Trung ương Trung Quốc các bạn nhé. Đây là hàng Trung Quốc nhé, nhưng mà hàng là hàng này hàng xịn các bạn nhé. Thì đây là ngày tháng năm sản xuất các bạn nhé. Thì ngày tháng năm thì mình đọc là đọc từ bên phải qua nhé các bạn nhé. Đây là hạn sử dụng của nó là mùng 7 tháng 7 2024 này. Còn ngày sản xuất của nó này, đây trên này là lô sản xuất nhé. Lô sản xuất, còn dưới này là hạn sử dụng nhé. Thì đối với cái gel này thì mình có hai size các bạn nhé. Một size bé là dung tích của nó là 450ml. Còn đối với size lớn á, cái này size lớn của nó là 1 lít. Mùi của nó thì rất là thơm các bạn nhé, mùi thơm. Thì bên mỹ phẩm Trường An thì có bán hàng, có các shop ở trên Sen Đỏ, Tiki, Lazada và Shopee các bạn nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể mua qua số file, số Zalo mình để trong màn hình, để trong bài mô tả nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể vào fanpage và Facebook của mỹ phẩm Trường An các bạn nhé. Tất cả đều mang tên là mỹ phẩm Trường An các bạn nhé.